Mời bạn Nam. Rồi, ngồi đi anh. Rồi, bây giờ mời bạn nữ mình sẽ giới thiệu về bản thân mình nha. Em chào chị Nam Thư, em chào chị anh Quyền Linh, chào bạn nam bên kia và quý vị khán giả. Em tên là Phạm Thị Quỳnh Nhi, em sinh năm 1988. Em quê ở Bến Tre, hiện tại em làm việc và sinh sống ở thành phố Hồ Chí Minh. Công việc của em là nhân viên văn phòng. Dạ, em làm ở Bình Tân ạ. Mời bạn trai. Xin chào anh Quyền Linh, xin chào chị Nam Thư cùng toàn thể quý vị khán giả và chào bạn nữ bên kia. Mình xin tự giới thiệu mình tên là Thành Nam. Công việc của mình là phụ trách về tổ chức sự kiện của công ty. Và bên cạnh đó mình có nhận đào tạo cũng như là huấn luyện cho một số bé thiếu nhi á, các bé thiếu nhi về bên ca hát. Bạn gái hãy nói một chút xíu ưu khuyết điểm của mình đi. Em nóng tính, em hay giữ, có hơi cố chấp một xíu, em hơi nhõng nhẽo một xíu. Trời sao tả hồi thấy giống chị quá vậy? Dạ tại là ở nhà em con út với chị, hồi nhỏ hay được cưng nên là bây giờ lớn hơn cũng hơi nhõng nhẽo một xíu. Chà, cô này là thú vị nha. Rồi còn bạn nam bên kia? Dạ thì cũng có hơi nóng tính, nhưng mà bất cứ chuyện gì nhưng mà mình cảm thấy là mình sai thì mình sẽ nhận lỗi. Biết ca, biết hát và biết đàn vậy đó. Rồi, đàn hát bài cho nó vui cái đi. Xin gửi quý vị khán giả cũng như là mọi người trong trường quay một ca khúc của nhạc sĩ Phú Quang, ca khúc mang tên là Điều Giản Dị. Người ơi, đừng bao giờ cách xa. Mãi mãi diệu kỳ là tình yêu chúng ta. Và ta biết một điều thật giản dị, càng xa em ta càng thấy yêu em. Dịu dàng hạt nắng đùa nhẹ trên áo, đôi môi em gửi bao khát khao, mắt em vời vời lấp lánh ngàn sao. Em mong manh tựa rừng cây chun rời lá, gió chiều bóng trần sao xuyến mãi khôn nguôi. Người yêu ơi đừng bao giờ cách xa, mãi mãi diệu kỳ là tình yêu chúng ta. Và ta biết một điều thật giản dị, càng xa em ta càng thấy yêu em. Chết thiệt. Sao cưng, em thấy sao? Dạ anh đã hát hay chị. Hát hay đúng không? Cái mẫu người đàn ông lý tưởng của em là như thế nào? Dạ em muốn tìm người là không gia trưởng, không hút thuốc, biết quan tâm tôn trọng người khác, biết nhậu nhưng mà không có lầy lội, không có nhai, nhậu về ngủ chứ đừng có đừng quậy mà đừng có lội bờ này bờ rượu kia rồi nhậu mà không có được lầy đúng không? Dạ đúng rồi chị. Rồi chà, hát dày đi cô gái là chết con gái người ta chứ giỡn đâu. Chào anh. Dễ thương ha. Dễ thương. 81 trẻ mà. Móm móm giống em, trời có một ruồi giống em nữa. Hát thiệt á, hát là chết. Em bên ngồi bên này là nhắm mắt lại, bên bạn gái là ngồi. Sao anh, tình trường sao kể em nghe nè. Thì mình có một cái mối tình mà gọi là kỷ niệm nhất thôi. Dạ. Là cách đây cũng 9 năm rồi. Dạ. Thì nhưng mà thời điểm đó thì mình thấy cái sự nghiệp của mình cũng chưa ổn định, mọi thứ chưa ổn định nên mình không có tiến tới được. Dạ. Người mà có tính nghệ sĩ thì dễ say nắng lãng mạn. Mình không có say nắng. Mình say là mình say luôn chứ mình không say nắng đúng không? Thường thường thì mình thường là phải tìm hiểu. Anh muốn tìm một nửa yêu thương của mình thế nào, nói Nam Thư có giống bên kia không? Chỉ cần các bạn nữ đó biết chia sẻ là được. Có thể là mình không hợp nhau lắm nhưng mà mình biết chia sẻ thì nhường nhịn nhau thì nó sẽ bền lâu. Còn em, cưng ngoại hình của em bên ngoài như thế nào? Cao 1m65 trở lên chị. Bên mình cao mét nhiêu ha? Hình như là 64. Sao sao có đôi giày xong nữa là hình 65 được.
thua có chút xíu còn thua gì đâu mà, trời ơi. Cũng ổn định rồi đó. Ổn ổn, dễ thương, nhưng mà chưa biết sao, chưa thấy hát hay quá. Cái lịch làm việc của anh nó có bận rộn nhiều không? Thì thường thường nó hơi nghịch giờ với người ta. Mình làm buổi tối. Đợi các bé đi học về. Đúng rồi. Dạ. Em còn lịch trình làm việc của em sao? Em làm việc hành chính từ 8 giờ sáng đến 5 giờ chiều chị. Thỉnh thoảng cũng có tăng ca. Không sao, ví dụ như là nếu mà có tới với nhau 5 giờ chiều phụ đi dạy được mà đúng không? Có gì đâu, thì ảnh đi dạy, thiếu nhi thì đi theo cho nó vui. Không có em gì có đâu mà hát sợ. Không em? Dạ em hát dở lắm anh ơi. Ảnh sẽ dạy cho em hát. Đúng rồi. Được ha. Có một vài bé mà đến với anh thì phụ huynh cũng hỏi là có biết hát không, nhưng mà anh thử giọng thì anh nghe thì anh có thể đào tạo được. Anh thử có giọng coi nào. Thử đi. Thử giọng nha. Bắt đầu. Cháu lên bà, cháu vô mẫu giáo, cô thương cháu, cháu không khóc nhè. Sao anh, bé đưa hát rồi đó. Giọng đó đào tạo được không? Được, được. Nhiệt phách được, nhưng mà bạn đó hình như là bạn cố ý bẻ cái nốt lên xíu, lên chút thôi, nhưng mà nghĩ là nếu mà hướng dẫn là được. Phát hiện là cố ý luôn, thấy chưa? Trời ơi, được, được, được. Giọng đó là giọng của bên chưa? Kia đó. Rồi, bây giờ thế này. Em không thích cái tật xấu của người đàn ông gì? Dạ, hút thuốc. Có hút thuốc trai? Dạ, không, em cũng không hút thuốc mà cũng không uống bia rượu luôn. Không có hút thuốc, bia rượu dạ, luôn. Không thích gia trưởng anh. Đây chắc cũng gia trưởng rồi, chơi với con nít không mà gia trưởng cái gì. Đúng rồi. Dễ thương lắm, cái tinh thần ta sảng khoái thoải mái lắm, phóng khoáng lắm. Gia đình anh có là em mặc quần đùi hay áo hai dây hay gì đó, thêm nhuộm tóc gì có khó khăn con đời đó mà. Ừ, mặc không. Quần đùi áo hai dây, một dây không có dây nào được không? Không, không, không. Không sao. Ủa sao em hỏi vậy vậy? Tại nhà em hơi khó. À, tức là nhà em không cho mặc quần đùi áo hai dây nhuộm tóc luôn. Dạ, nhuộm màu sáng là không được chị. Ở nhà em hơi khó. Vậy nhà em không chịu hả? Con này anh chịu hết sao không được chứ? Ví dụ anh mà xuống dưới nhà em chơi gì đó, anh mặc đồ như thế nào? Anh vẫn mặc đồ như bây giờ, lịch sự bình thường, giản dị thôi. Chứ anh không thích mặc đồ nó nghệ sĩ quá hay là khô trương quá. Coi như lúc nào cũng bỏ áo quần hết. Dạ. Đó, vậy được chưa? Nhưng mà... Đi ngủ cũng bỏ áo quần luôn. Nhưng mà hỏi... Quá đáng kìa. Anh Linh này. Đi ngủ mà áo quần thì sao ngủ? Lịch sự mà. Thường anh mặc áo bà ba, quần pyjama đó. Bỏ quần vô đi ngủ cho nó. Thì cái đó nó chỉ ấm. Có anh Quyền Linh thôi, anh Quyền Linh ơi. Em muốn hỏi là bạn nam bên kia là ở với ai, sống có ở với gia đình không? À. Ví dụ có cưới về, có làm dâu không? Đó. Hiện tại giờ thì em ở của mình nè. Mẹ thì ở còn ở dưới Cần Thơ, ba thì mất rồi. Ở mình lên ha? Dạ. Ở nhà riêng hay là nhà sao? Dạ, nhà riêng. Có nhà riêng rồi hen. Nhà riêng hơi rộng à. Có không? Dạ có. Có. Có căn hộ à. Căn hộ rộng à, chưa có tiếng khóc trẻ thơ, chưa có ai ở cùng. Chà, ổn. Bây giờ mình hỏi xong ý kiến người thân cái đi, mình cho gặp mặt. Rồi, hôm nay Nhi, Nhi dạ. Đi với ai? Em đi với chị gái, với hai người bạn, đồng nghiệp bạn. Chị ruột á hả? Dạ, đúng rồi. À, chị ruột. Dạ. Chào em chị. Chào anh Quyền Linh. Chào em. Chào chị Nam Thư. Dạ, chào chị. Chào bạn, dạ, chào mọi người trong khán phòng hôm nay. Em là chị của Nhi. Dạ. Nhi ở nhà thì nói chung là cũng hiền, khó tính chút xíu. Kỹ tỉ mỉ cái kiểu vậy á. Dạ. Chưa dẫn người nào về nhà để ra mắt hết. Dạ. Nên ở nhà rất là nôn. Mong là đi bạn muốn hẹn hò này sẽ dẫn được một anh nào về để nhà mừng. Sao? Chị mình, chị thấy anh bên kia thấy sao? Anh đây thì rất là chững chạc, nói chung ok. Cảm ơn. Là mong mà cả hai cho nhau cơ hội để tìm hiểu ha. Cảm ơn dạ, chị. Cảm ơn. Dạ, cảm ơn chị. Ai đi với ai? Dạ em đi với bạn gần hai mấy phụ huynh và hai bé học trò phải không? À dạ. Dạ em xin chào anh Quyền Linh, chào Nam Thư và dạ. Chào quý vị khán giả. Chào đàn trai. Sao ý kiến đàn trai sao? Dạ. Dạ chào bạn gái. Thì em là phụ huynh của học trò của Nam. Thì nói chung Nam là người hiền, cũng hơi khó tính tí. Cũng hợp với bạn gái bên đây lắm. Mà Nam rất là sâu sắc, rất là dễ thương. Nhiều khi mình tới thấy Nam ở có một mình á, nhiều khi cũng cũng muốn Nam lập gia đình để có người sắp xếp rồi chỗ ăn ở rồi này kia đồ cho Nam. Chứ thấy Nam ở một mình thấy thương lắm. Ở mình ở dơ lắm ha. Dạ không phải, giống như trời. Là ở một mình cái nhiều khi thầy bận rộn á, làm nhiều việc á, rồi nhiều khi chị qua chị nấu
phụ nấu ăn cho thầy. Chưa chưa lên đảo mình ở giờ nó có luyện tùm lum đồ. Trời ơi. Rối trong phòng hết trơn á. Phải chỉ có người sắp xếp lại ha. Sắp xếp từ trong phòng tới nhà cửa, sắp xếp cuộc đời lên thì hay quá đúng không Nam? Dạ. Đó. Mấy phụ huynh ở đây ai cũng muốn thầy lập gia đình để có người bầu bạn với thầy. Rồi nhiều khi mấy bé tới học đừng có cô nấu cơm cho mấy bé ăn chứ nhiều khi thầy nấu không à, tới cái bé mấy bé tới cái nhiều khi thầy nấu đồ ăn cho mấy bé ăn nữa. Nói chung là cảm thấy thầy rất là tốt. Còn về phía bạn nữ bên đây thì cũng hợp với thầy lắm, trắng trẻo đẹp gái dễ thương. Yeah. Cũng mong là thầy với bạn bên đây hai người cho nhau cơ hội. Rồi cảm ơn các phụ huynh, thấy chưa, các phụ huynh cho con đi học mà quý thầy như thế thì Linh nghĩ rằng là thầy là người tốt rồi. Anh Linh hỏi nít là rõ hết đúng không? Đúng rồi. Hỏi giờ, thử coi thầy bây giờ sao hết. Chào hai đứa, chào hai con. Dạ con chào cô Nam Thư và chú Huyền Linh và tất cả khán giả ở đây. Và con chào cô. Thầy là một người rất là dễ thương. Khi tụi con tới thì thầy thường nấu ăn cho tụi con và thầy giỏi nhất, rất là nhiệt tình. Thầy có ở dơ như chú Quyền Linh không con? Dạ không. À vậy hả? Trước giờ đi dạy á thầy Linh đi dạy. Thầy trời anh Linh cái chuyện ở dơ đâu có đẹp đẽ gì đâu, nhắc hoài vậy. Chú xưa chú ở mình chú ở dơ luôn rồi. Thầy có bao giờ dắt cô nào tới gặp tụi con chưa? Dạ chưa. Chưa luôn hả? Dạ. Thầy dễ thương lắm hả? Rồi, cô Thư cảm ơn. Cô Thư tin con đó nha. Ta sẽ gặp nhau ngay bây giờ nha. Kéo rào. Em cảm ơn anh, em có quà tặng anh. Cảm ơn. Rồi hai người nói chuyện đi, không gian này là của các bạn đó. Anh nghe mọi người chia sẻ thì thấy em cũng dễ thương. Nhưng mà hơi nóng tính là như thế nào nhỉ? Có đập đồ đập đạc gì không? Dạ cái đó hên xui anh. Có đập đàn thôi chứ không có đập đồ. Đập đàn hả? Em có gì hỏi anh không? Anh cho em hỏi là ví dụ có phải làm dâu không anh? Không, mẹ anh thì cũng dễ lắm. Tại vì tính em không có nhỏ nhẹ, em không có nữ tính nên em sợ vấn đề đó. Nhiều khi mẹ anh thì còn làm cho con dâu nữa, chứ cũng không có khó khăn gì. Dạ. Ví dụ như thời gian mà em đi làm xong rồi thỉnh thoảng em ghé đến cái lớp bên chỗ anh được không? Vẫn được anh. Thứ bảy chủ nhật anh có phải đi dạy gì không nhỉ? Thứ bảy chủ nhật nhiều nhiều. Quan điểm về sinh con trai con gái thế nào mình thỏa thuận nói chuyện với nhau luôn đi. Anh cũng không biết sinh sao nữa, miễn có con là ai cũng như nhau à, chứ anh không có quan trọng con trai hay gái. Ở đây anh có hai học trò này, con gái nhưng mà cũng rất là tài, cũng rất là hát, cũng rất hát hay. Dạ em có muốn nghe hai bé hát? Dạ muốn. Ba thầy trò mình gửi đến cho chị ở đây một ca khúc nha. Tôi yêu thành phố của tôi, yêu từ khi mới ra đường. Có góc phố ngồi trường, có bên nước con đường. Nắng sớm mưa chiều, gửi nhớ trong tôi bao điều. Trong năm cuộc bể giáo Sài Gòn của tôi, trời xanh bóng mát Sài Gòn của tôi, ông vang tiếng hát đã qua nhiều cây đắng ngọt bùi, trẻ chung mãi mãi.
tương lai. Hay quá, cảm ơn. Rồi. Cảm ơn thầy Nam, cảm ơn các con. Rồi, cảm ơn ba thầy trò, dễ thương lắm. Bây giờ là cứ cuối tuần em tới cùng với thầy giáo rồi coi mấy nhỏ hát, rồi nấu cơm cho mấy nhỏ ăn, rồi thầy dạy, rồi cô nấu cơm, rồi nấu cho mấy nhỏ ăn, rồi cuối cùng là thầy với cô ăn luôn. Được không? Dạ được anh. Em thấy anh cũng là người biết quan tâm, chia sẻ. Em thấy anh cũng nghiêm túc. Thì hy vọng rằng là anh sẽ cố gắng, sẽ làm cho em không có buồn. Dạ. Hết thời gian. Các bạn hãy để tay vào nút bấm nha. Hãy nhắm mắt lại, kiểm tra con tim mình một lần nữa. 3 2 1 hết giờ. Chúc mừng. Chúc mừng hai bạn. Mời em. Trời nào, ơi. Nắm tay nhau. Rồi, chúc mừng thầy Nam, cô Nhi. Cô với thầy bữa nay mấy nhỏ khoái rồi à. Mình hung nụ hung đầu tiên, đánh dấu cái ngày gặp mặt đi thầy. Rồi, xin phép nha. Đó. Dễ thương lắm. Mấy phụ huynh thấy được không? Hung lại kìa, phụ huynh cứ hung lại kìa. Trời ơi. Từ từ, từ từ, vén tóc lên. Em đang ở Hồ Chí Minh ạ. Em dạ, đang là nhân viên văn phòng bình thường thôi chị ạ. Em làm ở quận 12 hả? Em làm đường nào? À, em là ở quận 12 nhưng mà là công ty ở quận nhất ạ. Nhưng mà em ở quận 12 là ở chỗ nào? Ở ngay phường Tân Hưng Thuận hả chị? Rồi, chia sẻ một chút đi. Quê Hà Nội là gia đình em vẫn còn ngoài Hà Nội đúng không? Dạ không ạ, cái đó là quê quận 3 thôi ạ. Thì nhà em thì ở Hồ Chí Minh từ hồi em còn bé ạ. Ok, gia đình ở đây rồi đúng không? Vậy thì chị nè, nếu mà có ghi hình á thì nhớ là nói đến từ thành phố Hồ Chí Minh nha. Dạ vâng ạ. Ừ, tại vì còn nếu như mà chị ví dụ thôi, ví dụ mà người ta nghe giọng em, ví dụ người ta nói ủa sao giọng em thấy giống người Bắc, thì em có thể là nói à tại vì gốc em là ở ngoài Hà Nội nhưng mà em sao em sinh ra lớn lên ở đây nghe, chứ còn là ha ha thì có nghĩa là mình sẽ nói đến từ đâu á, sẽ nói theo cái hộ khẩu của em hiện tại nha. Đừng theo cái quán nguyên quán thì nhiều khi nó nhiều nơi lắm nha. Rồi thì em là tự đăng ký chương trình hay ai? À dạ em tự đăng ký ạ. Rồi lý do sao mà tự đăng ký chương trình? À, dạ, thật ra thì như nghĩ sao mà mình có nghĩa là có khó khăn ở bên ngoài khi tìm kiếm mà cái mà em phải đăng ký vô chương trình đó thì vậy á. À dạ, thứ nhất là em muốn đăng ký chương trình tại kiểu em muốn tìm cho mình một cơ hội bạn á, tại vì trong cái môi trường em làm việc công việc em khá là bận rộn nên thành ra là em thật sự là không có thời gian để mà tìm hiểu bạn bè ở bên ngoài nhiều á chị. Nhiều lúc thì cũng tạo cho mình cơ hội lắm mà cũng như là vẫn không được á chị, kiểu như không có duyên á chị. Từ mà xấu nên là em không có nhiều thời gian cho vấn đề mà tìm hiểu bạn á. Nếu như mà muốn tìm hiểu ai đó thì mình phải có người quen trước, người ta giới thiệu cho mình á. Dạ rồi mình vậy nó sẽ đỡ mất công hơn, mà còn kiểu như em làm việc khá là nhiều, thời gian cho bản thân cũng ít đi lại nên thành ra cái việc mà tìm kiếm bạn để mà tìm hiểu thì nó cũng khó chị ạ. Rồi thế thì chia sẻ một chút về cái tình trường của em thì có bao nhiêu mối tình rồi, sao mà chia tay? Dạ tình cảm thì trải qua hai mối rồi ạ. Thì mối đầu tiên thì quen bạn cũng được hơn 3 năm rồi, cũng định là sẽ tiến tới hôn nhân với nhau ấy, nhưng mà vì em cảm thấy người bạn của mình có những cái đức tính mà em cảm thấy là không thể dung hòa với nhau được, ví dụ như là có những cái chuyện mà của
hai đứa thì em nghĩ là hai đứa nên tự giải quyết, nhưng mà bạn thì lại nghe theo ý kiến của mẹ nhiều hơn, ví dụ vậy. Nên thành ra là có những cái em thấy gia đình của bạn can thiệp vào mối quan hệ của em khá là nhiều ấy. Nên những lúc mà có xảy ra tranh cãi thì hầu như là bạn luôn luôn lắng nghe mẹ, chứ không có chia sẻ hoặc là cùng em giải quyết theo cái hướng là tự em với bạn giải quyết đó, chỉ kiểu như là vâng lời mẹ nhiều thôi. Nên em cũng cảm thấy ngột ngạt quá nên em cũng đành thôi. Còn mối tình thứ hai thì nó nhanh hơn, chỉ có một năm thôi, nhưng mà kiểu như là trong lúc đó em ngốc quá chị ạ, kiểu như em bị lừa ấy. Nên thành ra là em cũng 2 năm rồi em không quen ai hết, chỉ lo làm thôi. Sau cái đợt mà mối tình thứ hai ấy thì em cũng cảm thấy mình có nhiều cái hỏng trong việc kiểu như là tìm bạn á, chỉ tìm bạn để mà quen á, chưa kiểu như là chưa có mắt nhìn đời như thế nào ấy. Đấy, cho nên là em cũng lo lắng trong cái việc mà kiểu như khi mà mình quen một người nào mới đó như vậy thì mình bị nhìn về nhiều thứ ấy. Còn như em ngày xưa thì chỉ có follow theo cái cảm xúc của mình thôi, chứ cũng không có đánh giá về họ quá gì. Nên thành ra sẽ ra những cái chuyện mà nó không hay cho bản thân mình ấy. Rồi, thế thì ôi mà 2 năm qua thì có muốn quen cũng khó, dịch giả rồi ở nhà cho lành. Dạ vâng, đúng là như vậy, cũng chỉ lo trong nhà thôi chứ chẳng đi đâu. Nhưng mà nói chứ buồn không? Dạ em năm nay 29 tuổi nên thành ra là nếu như mà nói về 2 năm trước thì em khá là buồn á, nhưng mà hiện tại thì em không buồn lắm, tại kiểu như mình quen rồi thì mình đã chuyện rồi ấy, nên nó cũng dễ dàng chấp nhận hơn. Quen cảm giác ở mình rồi đúng không? Dạ. Không, nhưng mà hồi trước mà sao mà mình có bao giờ mình nghĩ mình sẽ không kết hôn thì không, em hay đặt ra một cái mục tiêu bao nhiêu năm nữa mà không kết hôn được thì mình sẽ như thế nào không? À dạ có chị. Ra thì em muốn chia sẻ một chút là hồi Tết vừa rồi là em cũng được ba mẹ với hệ gia đình là dò hỏi nhiều về chuyện kết hôn lắm chị ạ. Nói chung là em thì quan niệm của em khác đấy, là duyên mình tới đâu thì tới đó, chứ em sinh ra không đặt nặng về vấn đề kết hôn cho lắm. Nói về tại thật ra nguyện vọng em cũng muốn lập gia đình sớm, nhưng mà kiểu như là do duyên mình chỉ tới, mà em không có ép buộc và đè nặng quá, chị hiểu không? Chứ không phải là mình nên tìm bạn sớm để mà mình kết hôn sớm như thế nào ấy. Em không có suy nghĩ như vậy. Hiện tại là em cũng chỉ cố gắng trong ngồi và hoàn thiện bản thân mình nhiều hơn. Chứ còn về chuyện duyên á thì em cũng phải nghĩ cho em phải chờ hay đợi như thế nào. Nhưng mà bạn em lần trước cũng có kêu em là nếu như mà chăm bận quá thì hay là chăm cách xin thử bạn muốn hẹn hò xem sao để coi mình có cơ hội hay như thế nào không. Kiểu như là bản thân mình phải cho mình cơ hội, mình chủ động mình tạo cho mình cơ hội thì giờ xem nó như thế nào, chứ không phải ngồi yên chờ tình yêu tới kiểu vậy chị. Rồi. Ok, vậy bây giờ mong muốn tìm một người như thế nào em? Dạ, em mong muốn tìm một bạn nam có thể bằng tuổi em hoặc là lớn hơn em. Công việc của bạn ổn định. Tính cách quê quán rồi ngoại hình chiều cao. Quê thì em vẫn mong muốn là bạn làm việc ở Hồ Chí Minh thôi nhỉ? Chứ còn ở những nơi khác thì chắc khó ấy. Là không theo chồng hả? Trong đầu em cũng không nghĩ tới chuyện theo chồng hay là theo vợ chứ thật sự. Tại vì em nghĩ nếu mà bạn có ở Hồ Chí Minh thì công việc của em nó sẽ đỡ phải thay đổi. Trong đầu em chỉ nghĩ thôi. Còn về chiều cao, em cao 1m65 nên cũng
cũng mong là bạn cao hơn em. Nó con bị liệt rồi. Tại tại thuộc tính của em, con này em cũng thuộc nữ to con á chị, giống phải kiểu mảnh khảnh. Hồi ấy. Rồi cứ nói chung kiếm đủ hơn em là được rồi đúng không? Dạ đúng rồi, mượn hơn em. Mập tròn tròn được không? Mập tròn tròn ấy. Ôi trời. Hai bạn trước của em đều là mập và tròn. Hay như thế nào? Nhưng mà lại thấp hơn em là chị chả hiểu tại sao. Dạ ok. Nhưng mà cao mà nặng là ấy lắm á, nhìn nó to lắm á. Dạ. Còn tính cách thì em nghĩ là em thích một người bạn nam có thể làm cho kiểu như tạo cho bạn nữ cái không khí thoải mái, với lại khiến cho bạn nữ thấy cười gì. Em thích cái đó ở đàn ông, ở cái điểm đó hơn. Còn hết trơn á nè, mà không có làm đàn ông nào không làm được em ơi. Dạ tại vì tính của em khá là trầm đó chị, cọc lắm. Dạ rồi tiếp rồi hiện nữa, điểm em không thích ở đàn ông là gì? Điểm không thích ở đàn ông là gia trưởng và đánh phụ nữ. Dạ em không thích hai cái điểm đó. Còn những cái khác thì em chỉ nhìn tới cái hai cái đó là em không thích. Rồi miền Bắc, Trung Nam đồ thì sao em? Không thích vùng miền nào hơn? Dạ thực ra là hồi em đi học đại học thì cũng có gặp bạn Bắc Trung Nam cũng nhiều ấy, nhưng mà vẫn chưa có dấu hiệu là ghét những miền đó. Tại kiểu như bạn nào em cũng làm quen và hòa đồng được, cũng chưa có cảm giác là ác cảm với các miền đó. Rồi, được rồi, cảm ơn Trâm nha. Nếu được chọn thì chương trình sẽ liên hệ lại với mình ha. Dạ, em cảm ơn chị ạ. Chào em. Dạ, chào chị. Thì họ tên thì Đoàn Anh Hùng. Tên thì tên Hùng, còn họ Đoàn. Thì cuộc sống thì nói chung là tính tình thì hiền lành, nhưng mà tội hơi nhút nhát một chút xíu. Dạ. Tội với phép. Anh đến từ đâu anh? Quê mình ở đâu và đang làm công việc gì anh ha? Chung quê hương thì quê hương của anh thì ở miền Trung, nhưng mà có lẽ là anh vào trong này lâu rồi. Vào trong hiện tại thì đang sinh sống và làm việc tại Đồng Nai. Anh ở Đồng Nai làm ý là ở Đồng Nai là ở với ai? Anh chia sẻ cụ thể cái địa điểm cho em nó rõ ràng tí thôi. Ví dụ như gốc mình miền Trung thì ở tỉnh nào, anh cứ thoải mái chia sẻ giùm em ạ. Thì gốc anh miền Trung thì tỉnh thì Hà Tĩnh, nhưng mà anh hiện tại thì sinh sống và làm việc trong Đồng Nai á, đang ở thành phố Biên Hòa. Rồi, nhưng mà quê anh ở đâu? Quê thì ở Hà Tĩnh á, gốc ngoài gốc miền Trung, ngoài Hà Tĩnh á. Trời ơi, Hà Tĩnh á. Vô Đồng Nai là thiếu gì, có nghĩa là mình ở khắp mọi nơi ở đất nước Việt Nam mà sao phải ngại ngùng vậy? Hộ khẩu anh còn ngoài đó đúng không? Không, hộ khẩu anh thì hiện tại thì hộ khẩu thì hiện tại là đang ở Gia Lai luôn, gốc cố định là ở Gia Lai, nhưng mà gốc quê hương thì ngoài Hà Tĩnh nhá. Rồi anh sinh năm bao nhiêu anh Hùng? Gốc quê anh sinh năm 1985. Trời, 1985 á hả? Rồi đã yêu bao nhiêu mối tình rồi? Nói chung thời đi học thì cũng một hai mối tình, nhưng mà nói chung là chắc có lẽ là duyên số hay như thế nào đó, thì nói chung chưa tìm được người mình yêu thương một cái. Dạ rồi, ủa vậy là chưa có kết hôn lần nào hả anh hả? Hiện tại thì anh rồi tính đề hình. Đồng Nai làm công việc gì vậy anh? Anh thì hiện tại thì làm đang làm bên ngành xây dựng á. Ừ, là gì? Xây dựng là cầu đường á, là thi công cầu đường cải tạo, làm nói chung là làm bên hạ tầng. Làm bên đó thì thôi bạn gái cả đống chứ gì đâu mà nói không có. Trời ơi, người ta né cái tài xế với ngành xây dựng của ông đó ông ơi.
do bản năng và tính cách mỗi con người thôi. Mình thì nói chung là đứng giữa phái yếu rồi, hơi bị nhút nhát, nói chung là nên là mới ế đó. Rồi bây giờ anh muốn tìm một người như thế nào, chia sẻ giùm. Nói chung thì sao cô ấy chung là hiền lành nhân động một xíu là được. Nói chung là như vậy, còn hình thức thì nói chung không quan trọng mấy. Mẹ mà thôi. Rồi ok anh. Dạ. Rồi nếu được chọn bên em liên lạc lại với mình thêm nha. Rồi còn cáp xong rồi đó, cáp ngắn gọn. Dạ rồi, cảm ơn anh ạ.